Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang có mặt tại khu vực của nhà cô Toán Tí Hon các bác. Các bác có thể quan sát được nhà cô Toán Tí Hon đây. Số bức tường. Sau một thời gian do rất nhiều công việc, hôm nay thì Hoàng Hiền quay trở lại thăm gia đình nhà cô Toán Tí Hon. Hôm nay thì Hoàng Hiền có việc ở gần đây, chạy qua xem là ba mẹ con của Toán Tí Hon là dạo này như thế nào. Đưa các bác thăm lại ba mẹ con của Toán Tí Hon. Của Toán thì các bác theo dõi video thì làm ăn thì rất là tốt. Hai con thì ngoan ngoãn. Bò thì rất béo. Lấy cái nước rồi, không biết là đã đẻ chưa. Gà thì rất nhiều, chăn và bán. Lợn thì không biết dạo này nhà cô Toán có chăn hay không. Cũng là từ cũng khá là lâu rồi. Hôm nay thì Hoàng Hiền ấy có dịp quay trở lại nhà cô Toán Tí Hon. Nhà cô Toán này hiện tại thì các bác thấy là đường thì bê tông hết rồi. Đường bê tông dẫn vào nhà cô Toán Tí Hon này. Tuyến đường rất đẹp. Đấy, chạy thẳng vào trong nhà. Bên này đường bên ngoài nhà nước làm nữa. Tất cả là đường bê tông hết rồi. Đấy. Còn tuyến đường này là bà con đi làm đồng cái thứ này rất là thuận tiện. Cô Toán này một thời gian ở trước đây này được các bác có mạnh thường quân giúp đỡ rất nhiều, thay đổi cuộc sống. Trong đó thì có cô Thúy Hằng bên nước Mỹ và rất nhiều các bác giúp đỡ cho gia đình. Có chị Trúc Trần bên Mỹ, cô Lành Phụng ở bên Mỹ, chị Hương ở Cộng hòa Séc, anh Văn Anh ở Hà Nội và rất nhiều lắm các mạnh thường quân. Kể ra thì không bao giờ hết được. Đây là bãi cọ nhà cô Toán Tí Hon nhé. Các bác xem là trồng cọ chăn bò. Đấy. Đó là tốt. Cô trồng cả cọ ở trong này nữa. Bò nhà cô Toán Tí Hon đây. Rồi, nhưng không có ở nhà hay sao. Vườn này. Toán ơi. Hả? Vừa ngủ dậy à? Mẹ đâu? Mẹ không có nhà. Mẹ không có nhà? Mẹ đâu? Đạp xe đi. Đạp xe đi á? Ừ. Đạp xe đi rồi thì đi đâu chưa? Đi rồi. Ừ, thế Quế đâu? Quế đi chơi rồi. Quế đi chơi rồi á? Ừ. Bò đẻ chưa? Bò chưa. Chưa đẻ à? Ừ. Thế chiều con không đi học à? Chiều không phải đi. Ừ. Giờ này có gì mới không? Không. Không á? À? Ai vừa ngồi đấy? Bạn nào bạn vừa ngồi chơi điện tử đấy? À, bên trong nhà cô Toán Tí Hon. Và bật điện lên nào. Chúc xem các bác thăm nhà sạch sẽ không. À.
Nhà của Toán đi hòn nhé. TV có xem được không? Bật tivi xem nào. Nhà sạch bóng. À, kẹo à, người đâu cứ để đấy. Đâu bật tivi nè. Cô Toán được hai cháu, cho Toàn với cho Quế. Toàn nó mới lớp 8 nhỉ? Vâng. Ừ. Quế nó mấy? Quế lớp 5 ạ. Đang lớp 5 à? Vâng. À. Hai đứa thì cực ngoan. À. Nhà của Toán được các mạnh thường quân giúp đỡ. Đèn nghịch hoa, bàn ghế, kệ, tivi. Trong đó thì có cô Thúy Hằng giúp đỡ nhiều nhất, thay đổi cuộc đời. À, vẫn lên đây. Xem nào YouTube không? Vẫn vào được đúng không? Giường nó kế vào trong này rồi à? Ừ. Xem nhà của Toán nhé. Gọn gàng. Cái này ngủ một giường thôi chứ là Toán. Nếu bên này không có màn nó muỗi đốt chết. Được rồi, ok, tắt đi. Tắt đi, chú xem bò như nào. Gà này có nhiều không? Gà có mới mua gà con. Gà mới mua gà con à? Ừ. Ở đâu? Úm trong bếp à? Ừ. Gà to còn không? Ai à? Bắt hai con này vào. Cám nó đấy cho nó nắm cám nào. Đấy rồi. Cho nắm vào. Toán mình úm gà. Chắc ghê đấy. Bao nhiêu con đây? Biết không? Đổ 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 kia ra. Đổ cái ấy cũ đi. Đổ cái phân cái thứ đi. Chấu đi. Rũ vào đấy. Gà sạch đấy. Lấy cái gì gà sạch cái này đi. Được không? Ừ. Tối nay cũng phải rơi khoảng độ 40-50 con đấy. Sơ sơ là 2 bộ 4, 6, 8, 10 có vẻ khoảng 50 con hơn đấy. Rồi, xem tủ lạnh. Dạo này ăn cơm có thịt không hả Toán? Có. À? Có à? Hôm nay chú ấy tủ mày trống không rồi, còn mấy chân gà. Ừ. ba cái chân gà, cái thịt rồi. À. Đây nhà tụ nhà cô Toán đi hòn nhá. Dưa chua. Ừ. Bì lợn. Đây này chắc là bánh lặng à. À. Lạc. Mía, nước uống. Đấy, toàn bộ tủ lạnh của Toán đi hòn. Tủ này cô ấy mua lại của mấy bán chú bán đồng nát, mấy trăm nghìn rẻ lắm. À, bếp đây. Đấy, ở nhà này nó hết cá phải cho nó ăn bây giờ. Nước này hết phải cho uống này. Đấy, mày đợi nhiều nước không? Nên con đổ cái bẩn này đi. Chỉ việc đổ cái đây này nghiêm cái nó hết xong rồi mà xách vào luôn được chưa? Ừ.
quán này cô chăn nuôi là làm chuẩn chỉ, không phải theo sát các bạn, như chị gái. Chị gái thì phải theo sát 24/24. Đấy. Còn cô Toán đi hôm này thì cô tự làm được. Tự sáng tác ra việc làm mà tự biết việc làm. Đấy. Biết cái nào làm trước, cái nào làm sau. Công việc cần phải làm. Để nó điện vào gà. Gà to là hết rồi à? Gà to là hết rồi. Từ từ không phải chạy. Nhà cô Toán này các cái hạng mục công trình cô Thúy Hằng giúp đỡ trong khuôn khoảng 150 triệu. Đấy. Hết sạch rồi. Vâng. Giúp đỡ xây chuồng trại, xây bờ rào, nhà tắm, nhà vệ sinh, mua máy giặt, tivi các kiểu. Cô Toán mới có cậu vàng mới. Nấu cháo mới cho. Cái gì kia ở Toán? Cái gì ở bát trắng cái là cái gì kia? Bát trắng là cái gì kia? Thịt á. Thịt gì mà lạ đấy? Thịt nha, nấu với giềng ạ. Giềng? Vâng. Cháu kia đi đâu xin được cái này về? Thế chó này mua đâu chưa? Rồi. Mua đâu rồi á? Vâng. Đợt chú xuống làm gì có cái này nhỉ? Thế là mua to hay mua bé? Mua bé. Mua bé chăn lớn này rồi á? À nhờ. Con này ngoan đấy nhờ. Ôi nhờ, ôi nhờ. Cậu vàng. Gà to hết sạch rồi à? Gà to là bán hết nha. Rồi ra xem bò này nè. Có sữa chưa? Chuồng trại sạch lắm các bạn. Sạch bóng. Tiếp nọ là chú thấy mẹ bảo là muốn bán bò à? Hả? Hả? Con biết không? Có. Có? Thế như nào? Kể chú nghe nào. Qua đây. Cháu bảo đi bán. Bán bò à? Vâng. Sao bán? Cháu cũng không biết ạ. Hoàng Hiền không nghe thấy chị gái, chị bảo là cô Toán cô ấy biết lọ tiền gì ấy. Tiền ngân hàng từ bao giờ ấy. Muốn bán bò để giả lợ. Đấy. Không biết là thực hư như thế nào. Hôm nay Hoàng Hiền vào gặp lại không có nhà. Đấy, nhưng mà bò thì bác thấy là con bò đấy rất là đẹp. Đấy. Con bò này thì là mua mấy cái số tiền này. Hoàng Hiền không nhớ là nó bao nhiêu cụ thể nhưng mà cũng lâu rồi, nhưng mà con này là con mua đắt nhất. Đấy. Đắt nhất là đẹp nhất luôn đấy. To đẹp á, mẫm. Cô Toán của con lấy nước rồi nhưng mà cái bụng nó không cái bụng lên mấy. Con này có sờ được không hả Toán? À, con sờ được bao giờ chưa? Chưa. Các bác nhìn bên ngoài bác nào chuyên chăn nuôi phát hiện ra là con này có bầu chưa? Hoàng Hiền thì không chuyên sâu vào này lắm, là cũng không biết. Nhưng mà nhìn nó không được căng. Bầu nó có bầu, nó phải bụng nó phải trùng trùng đó. Con này vẫn béo tơ từ ngày xưa. Đấy. Mua gần nhà, cực đẹp. Con này vừa bán thì cái giá trị nó phải gấp đôi với tiền ngày xưa mua. Chăn mấy năm rồi. Không còn cỏ nữa à? Lấy cái điểm cắt nắm cỏ nó ăn nè. Cỏ nhà đầy. Nhà phải giúp mẹ chứ. Cô đạp xe ở đâu không thấy. Đây là cánh đồng ở trước nhà của Toán Thi Hon. Bẽ lạc, xe lẫn ngô. Bà con vẫn đang xới lạc xới ngô.
Hiền nghe chị gái chị kệ là hôm chị gái chị xuống ăn cơm đấy các bác. Đấy hôm mà cô Toán Thị Hoan cô ấy làm cơm là cô ấy mời Hoàng Hiền với lại chị gái. Nhưng hôm đó thì Hoàng Hiền bận đi làm nên không xuống được. Thì có chị gái chị xuống rồi. Thì chị về chia sẻ là cô Toán cô ấy dặn Hoàng Hiền có nghĩa là hỏi ý kiến là cô ấy muốn bán bò. Để trả lợi ngân hàng hay là để có việc gì gấp ấy. Đấy. Hôm nay Hoàng Hiền xuống thì đi đâu không có nhà. Cô Toán này thì cô ấy làm ăn này rất là chuẩn. Đấy. Chỉ có một thời gian là cô ấy đi vào con đường tình yêu. Đấy. Trái tim vẫy gọi một tí, sau đó thì lại quay trở lại. Và hiện tại bây giờ thì làm ăn rất là tốt, rất là ổn. Đợt đấy là đi theo tiếng gọi của anh Sáu bán than. Đấy. Đấy là em gái là đi cùng uống trà sữa cùng một buổi, sau em gái cũng mê anh Sáu bán than luôn. Ôm lên ôm xuống. Niệm đâu? Không thấy Niệm á? À? À, thôi ra đây. Bây giờ mẹ con có dùng cái điện thoại cũ không? Có dùng số điện thoại cũ không? Điện thoại mới à? À, thảo nào gọi không được. Đó mình bấm chú cái số điện thoại vào đây nè, về chú điện trực tiếp xem là bấm đấy. Xem là đây. Đấy, bấm đấy. Mẹ cần tiền làm gì? Hả? 056 ở đâu? Nó chú điện mấy lần thuê bao nhỉ? Đây gì? 007 đây gì? Ok. Thật ra thì cũng chia sẻ các bác nè, về các bà con nhé, Hoàng Hiền thì là người kết nối đấy, các bác các mạnh thường quân, các bác cái gửi gắm tình cảm cho các bà con gia đình đấy. Vật chất tiền cũng như là để mua vật nuôi chăn nuôi phát triển kinh tế đấy. Còn khi đã giúp đỡ rồi thì tùy các gia đình nhé sử dụng nhé đấy. Ví dụ như bà con thấy là làm cái gì đó nó phù hợp với gia đình hơn ấy, có nghĩa là kinh tế nó đi lên ấy, thì do bà con quyết định đấy. Ví dụ như là giúp đỡ là mua bò đấy. Ví dụ như là bình thường đối với gia bò vào cái thời điểm hiện tại thì rất là tốt đấy, nhưng mà cái đoạn sau mà cảm thấy mà chăn mà nó kinh tế nó không đi lên được ấy, đấy, thì có thể là chuyển đổi mục đích sang để chăn con khác đấy. Gia đình tùy quyết định đấy. Kể cả như là lợn cũng thế đấy. Mục đích là mình các bác giúp cho là để chăn nuôi, để phát triển kinh tế đấy. Chăn lớn thì phải bán thôi đấy. Ví dụ như con bò nhà cô Toán thì hiện tại là cô ấy, trước là cô ấy mua khoảng độ 13.500.000, nhưng bây giờ cô ấy bán được khoảng độ 26 triệu hay là 27 triệu hay là hơn nữa đấy. Mà cô ấy thấy có lãi, mà cô ấy dùng được cái tiền đó mà cô ấy việc phát triển kinh tế, cô ấy đầu tư trong cái lĩnh vực chăn nuôi khác đấy, hay là giải quyết những cái vấn đề cần thiết của gia đình đấy, thì cô ấy hoàn toàn có thể là quyết định cái việc đó đấy. Giúp đỡ rồi gia đình chăn được thì chăn đấy, không được thì gia đình lại chuyển đổi mục đích. Miễn làm sao mà để kinh tế ngày càng đi lên. Có thể như là lúc hiện tại thì đối với cô ấy chăn bò cũng cảm giác vất quá đấy. Vất vả quá thì có thể là chuyển sang nuôi lợn, nuôi gà đấy. Cô ấy chăn gà quen, chăn lợn quen thì cô ấy thấy là nuôi lợn nuôi gà quay vòng vốn nhanh hơn đấy, thì cô ấy hoàn toàn có thể là thay đổi đấy. Đấy là tùy cô ấy thôi.
Mẹ đi đâu rồi nhỉ? Về bảo mẹ là điện lại cho chú nhá. Lúc nào có sóng là bật lên gọi lại nhá. Gọi lại chú xem là lý do vì sao nhá. Bán bò hay như nào nhá. Cây ăn quả thì làm rất tốt. Các bác xem. Rồi đi vào xem vườn hồng xiêm. Bước thẳng qua luôn. Bật qua. Mùa này thì vườn rau nhà cô Toán này nó hơi có nghĩa là cô ấy chuẩn bị là cô ấy cấy sấp khác. Đấy. Ăn hết rau bán hết rồi. Còn cái rau cải sắp sửa nó trồng tiếp, nhưng mà các bác nhìn thấy ở đây là hồng xiêm là chăm rất là tốt. Đấy. Đẹp không? Cây này thì cực sai. Toàn là đếm cây này bao nhiêu quả? Đếm từng cành một xem bao quả. Đếm to em nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 quả. 25 quả cây này. Đã có quả nào chín chưa? Con nhà con được ăn quả nào chưa? Chưa. Chưa chín đâu à? Hồng xiêm này giống rất là to nhé. Cây ăn quả này là cũng là cô Thúy Hằng với Đương Mỹ đấy, giúp đỡ cho đợt chị gái với cô Toán là tập xe, đi được xe, cô tặng xe xong rồi cô tặng cây ăn quả đấy cho nhà cô Toán đi hon. Bên kia này. Cái này cũng sai này. Đang vươn lên. Nhà rất gọn gàng sạch sẽ. Hoa hồng đây là xin nhà Hoàng Hiền về cắm lên. Ủa đây cây trạng nguyên được mẹ con mang nhà chú về trồng không lên à? Trồng ở đâu mà không lên? Nó xin ở cành Trạng Nguyên về cắm ấy. Trước là mẹ con nhốt gà, đằng sau rồi bây giờ trồng cái gì? Trồng cỏ hay trồng cái gì? Đâu xem nào. Cái xoan này ngã rồi à? Ngã đâu chưa? Trong Tết à? Nhưng chỗ này nó ốm. Ốm che lên nó hơi kém. Đây. Thôi chú về đây nhá. Về mẹ chú Hiền xuống nhá. Ông điện lại chú Hiền nhá. Vào học đi. Nhà cô Toán được hai cháu mà ngoan lắm. Toàn với Quế thì ngoan. Rất là ngoan luôn. Toán thì hoàn gọi dốc vào cành roi lên kiểu gì. Đoạn đường từ nhà cô Toán này từ ngoài cổng này vào trong nhà 100 mét. Đấy. Bê tông đổ cái tuyến đường này hết gần 20 triệu, chạy từ ngoài vào trong.
Hôm nay thời tiết rất là ấm các bác. Đấy, quá nhìn cái đỉnh cây gạo này, hoa gạo bắt đầu chuẩn bị lở ở nơi rồi. Thời tiết nó ấm trở lại. Đây, cuối cùng Hoàng Hiền cũng kết thúc cái video của mình ở đây nhé. Hoàng Hiền sẽ gửi đến các bác những cái thông tin tiếp theo trong cái chương trình nhà của Toán Tí Hon, cũng như là các cái gia đình khác trong video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin hẹn gặp lại và các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền nhé. Xin chào các bác.